hoài vậy trời? Đừng có nói là yêu tôi ha. Tôi đẹp quá mà. Nói thiệt với bà nghe, dưới quê biết bao nhiêu đứa con gái nó theo nó cua tôi còn chưa thèm đó. Tại thấy bà cũng nhà quê nhà mùa à, thấy tôi tội nghiệp cho bà. Bà nhào xuống nhào lên trên đường này, xe nó ăn bà đó. Ăn tôi sắp đi qua được, ông cản đường tôi không à. Nãy giờ xe cộ quá trời, xong đón đi luôn cho rồi đi. Trời ơi, xe cộ nhiều nhưng mà là toàn là xe ôm, xích lô không à, tôi không có thích. Ông nghĩ sao vậy mà đi xe ôm, vậy mà đi xích lô, phải là taxi. Mà tôi nói cho ông biết nha, taxi là phải taxi đẹp mà. Nó chạy chút xíu nó cũ là tôi cũng không đi à. Đó, chính mấy cái này đây tôi mới theo bà tôi giữ giùm á nè. Giữ giùm á, trời giữ giùm. Đất ơi, giữ làm gì hay dưới quê lên mà có nhiều đeo hết hả, bán mấy hầm cá hả? Thì ông không nghe người ta nói người đâu của đó, phải không? Thì tôi đi tôi phải đem nó theo hết chứ. Ông á, ông đâu có lộn tốt gì. Ông thấy ông giữ hay là ông thấy chỗ nào vắng vẻ ông vô cướp. Trời ơi, tôi nói cho bà nghe, bà đừng có bỏ cái ý tưởng đó đi nghe. Hồi nãy từ ở dưới quê lên đây hả, bà nằm bà ngửa bà dựa cho tôi bà ngủ bà hả không à, tôi mà lấy à, tôi lấy bà luôn còn được chứ đừng nói lấy đồ. Trời ơi. Bữa thiệt bởi vì bữa nay có xe chứ hay là ông có nguyên cái chiếc Mercedes thôi. Nhưng mà thằng em trai của tôi á, nó mượn đi một ngày, nó từ dưới quê nó ra cái Nha Trang nó ăn sáng. Cho nên thôi cho nó đi chứ thôi tôi lấy xe theo rồi. Nhà bà giàu quá. Giàu sao không giàu. Taxi. Trời ơi anh cướp. Này anh cướp. Anh cướp à. Cái gì vậy? Anh cướp à. Thấy chưa, rõ ràng nó lòi cái mặt hả chưa. Anh cướp à. Tôi giả bà không còn một cái răng nha. Tôi thấy bà đi đón xe bà chạy như vậy bà bỏ cái vỏ tôi giữ lại cho bà. Cái gì trong trọng mà giữ vậy? Cái gì hỏi anh gì? Bởi vì nó hả tôi dù ông mà mặt ông gian mà. Quyết quá đừng đi theo tôi đó. Gian manh quá luôn. Không theo bà là không được, tội nghiệp bà quá đi. Thôi trời. Thôi nó mệt quá. Thôi người đông đúc đã mệt rồi. Cha già cha đeo hoài mệt thêm tránh được tránh nó mừng muốn chết luôn. Làm ơn nhả tôi ra chút được không? Ai ngậm bà đâu mà nhả. Mẹ già vô duyên. Ở đây có một cái quán nè, bà vô đây tôi vô được chứ. Bà có tiền tôi cũng có tiền vậy. Trời. Hoài biết có cái ý gì nữa nè. Ý con khỉ. Cho ly sữa tươi chị ơi. Cho ly sữa tươi luôn. Trời uống cũng bắt chước giống nhau nữa hả trời. Bắt chước gì người tôi cũng cần sữa vậy bà. Trời ơi, vậy tôi hỏi là ông cái ý ông muốn cái gì? Tôi thấy bà lên thành phố đó một mình bà nhà quê nhà mùa ha. Tôi sợ người ta cướp giật bà. Ha, hột xoàn mà bà đeo cả rổ vậy chứ phải vừa ha. Đó. Rồi tôi sợ vậy tôi mới lo cho bà. Tôi đi theo bà rằng tôi giữ chừng nào bà lên xe bà về rồi thì thôi tôi đi. Bà sao bà cứ nghi ngờ người ta không à? Cái lòng tốt con người bây giờ nếu mà nói với ông á, trời ơi ông mà lòng tốt chắc nó hiếm lắm mà trời, còn sót lại trong xã hội này hay sao? Biết đâu được. Trời ơi hình như là mà tôi thấy không phải. Trời ơi ông đừng có lấy cái bây giờ tôi nói giả dối nhiều lắm, bên ngoài giả bộ tốt bụng cho trời ơi cảm thấy một cái hở một cái hay là mình ba vô cướp giật rồi. Mà sao hồi nãy tôi nói bà rồi, ở trên xe bà dựa cho tôi bà ngủ, lúc đó bà ngủ bà hả họng gì tôi lấy bà còn được chứ đừng có nói lấy đồ của bà. Bị lúc đó tôi ngủ tôi hả họng tôi xấu quá ông không lấy. Thấy không? Mà tôi ngủ tôi ngậm miệng lại như Elizabeth ông lấy rồi. Giờ bà ngậm lại bà cũng đâu có đẹp. Hả? Sao bà tự tin về nhan sắc của bà quá thấy muốn mửa luôn à. Cá tra nó thấy bà nó còn lặn nó không dám lên ăn. Đừng có xài xể cái nhan sắc của tôi quá vậy nha. Ông có cái gương không? Phải có dòng sông cũng chứ không soi cái mặt ông đi. Ông cũng ngang ngửa tôi hả? Được cái xấu mà có duyên, hiểu không? Còn đỡ hơn cưng. Cưng cũng có chút nhan sắc mà cưng nói chuyện cũng có duyên. Cưng nói chuyện nó đâm hông không à. Ở đây hả? Tôi rồi thôi kệ bà đi hả? Coi chừng nó cướp bà không còn cái gì luôn á, nói cho bà nghe. Thấy ông, ông ai cướp người đông đúc xe qua lại gì không ai cướp hết ngoại trừ ông thôi. Thứ con người của bà đa nghi. Bà không có đọc báo, bà không có biết gì hết trơn hết trọi á. Nhiều cái thủ đoạn để nó lấy được của bà lắm. Ví dụ bây giờ nè, bà đang uống sữa đi, thấy không? Đó, đó là bắt đầu nó mới lấy thuốc nè, nó bỏ vô trong này. Trời, đó. Mới bỏ vô cái ly sữa tôi vậy? Bỏ gì đâu? Tôi mới thấy ông làm gì nè. Cái đó tôi ví dụ thôi. Nó bỏ vô trong chổng cho bà uống xong bà ngủ cái bắt đầu nó mới lấy đồ của bà. Còn không hả, nó có cái thực thôi miên nữa, bà có biết không? Ngồi nói chuyện giống mình giống vậy nè, xong lát hồi bà lột đồ bà đưa hết luôn. Trời, tưởng cái đó tôi biết rồi ông ơi. Bởi tôi nói, tôi đi lên Sài Gòn nè, tôi chuẩn bị hết rồi. Nó cái thực thôi miên á, chứ dễ thôi miên được tôi. Chuẩn bị hết rồi.
Gà. Gì vậy? Tỏi. Đem tỏi theo hả? Ai thông minh được tôi? Sao bà không ngậm trong họng luôn đi cho nó sợ? Xem chút tôi ngậm rồi không? Ông có gì nói qua nó lợi giống như là ông kiếm cái cách nào đó cứ hé một chút là ông muốn giết tôi chết để lấy đồ tôi thôi à? À ăn luôn. Mệt quá. Mệt khỏi nói chuyện với bà nữa đi. À, nhớ nghe, có chuyện gì đừng có hả họng kêu tôi nghe bà. Thôi giờ bà chết sống kệ bà đi, tôi mệt rồi. Thôi đừng có nói nữa, ông muốn nước làm gì cũng làm. Thôi dẹp. Mệt. Tôi và anh hai người hai đứa hai nơi đi. Bác. Mùi quê không? Hết hồn à. Mùi quê bác. Bỏ ra ơi. Trời ơi quê thơm đó bác ơi. Quê thơm mày đem về cho má mày hửi đi. Con nói cho bác nghe, cái quế này á, bác biết đã làm cái gì không? Làm tâm sĩ đăng á. Bác mua đi lót dài. Tao tính mua rồi mà tao nghe mày từ trong họng mà mày đưa xuống tới dưới cái giò. Thôi tao nín mẹ nó luôn cho rồi. Bác nói con nghe, con mời lộn người rồi. Cái người bên đây là không mời người bên kia. Người sặc sỡ thì lúc nào cũng giàu có, phóng khoáng hơn cái người đen đúa. Thấy không? Quế thấy không? Dạ quế á. Nãy giờ đưa qua đưa lại là nghe mùi quế rồi. Dạ. Thấy không? Này rẻ không con? Dạ 40. Trời ơi nó rẻ ối luôn vậy đó hả? Ngỡ hơn quá hả? Ê! Thì quế ăn cái này nó đỡ đau bụng phải không? Cái đó là đồ lót dài đó. Lót dài nhưng mà bây giờ nó còn mới chưa có lót. Thì ăn được miếng nào ăn chứ. Trời ơi, cái phần vệ sinh là tôi nói bà là số 1 rồi đó, không có ai lợi bà đâu. Sao này dài dữ con cắn được. Con miếng già đó. Hả? Hay là bác đánh dài không? Dài hả? Không dài. Con đánh kỹ lắm. Đủ thứ hết á. Cái này đánh nè. Đánh được này em con. Được bác. Muốn á. Đánh được bác. Thì bác đánh cho bác con muốn vậy. Đánh cho bác con đúng không? Đúng hả? Mày để đồ đó tao coi cho, chạy đi đi. Mày đi đâu? Chạy đi, đi mua đồ về đánh cái đồ gúa. À. Mày đúng. Mua vẹt ni về mày đánh. Cái này vẹt ni hả? Bởi xài gì sang mà không có đúng con mẹ gì hết trơn. Tự nhiên là người ta đi đánh dài đi, quất cái đôi guốc gỗ cho người ta quánh. Ai bác, biết? Bác nói hay quá à. Sao bác không đánh đi? Dài đâu đánh. Đánh này này đánh trong mặt mày hả? Trong vỏ hả? À. Trong vỏ làm gì có à đánh? Có. Con địa con thấy rồi. À, nội cha nó thằng này hay thiệt mày. Sao mày biết trong này có dài luôn hả? Có, tao thấy rồi. Của mà để cho nó địa thấy hết là bởi vì. Thôi. Cái này tao không đánh. Đánh đi bác. Thôi mày đánh cho bà đi. Trời ơi sáng giờ con chưa đánh ai đó. Tao nói không còn... là không mà mày sao mày kỳ cục vậy? Có gì cũng có là đánh cho bác đôi dài đi con. Nào. Đánh cho bác. Đánh đi con. Cái này đâu đánh được bác. Sao vậy? Dài mừ. Dài nhưng mà nó bằng vải đâu đánh được. Vậy chứ sao mới đánh được? Sao chắc... mày mua thuốc tẩy vậy mày tẩy cho mẹ ơi. Trời ơi nó sáng sớm gặp đâu không mày? Không phải là bác không muốn đánh cho con mà không phải bác không mua. Đưa cái lót giày bác cũng muốn mua. Thôi mày đi đi, không có ai đánh hết trơn á. Xin lỗi mày á. Tao mà tao nói một cái á, mày gặp tao cái mặt mày còn chạy luôn á. Nói gì? Hồi đó có thằng rồi cũng tới năn nỉ tao quánh dài. Tao quay qua tao nói mẹ bà mày răng tao còn chưa quánh. Nó quánh dài. Trời ơi. Rồi. Thiệt không? À, bác không đánh dài à. Bác mua báo à. Rồi không mua mày. Trời ơi, mua báo đi, đọc mở mang kiến thức. Con nói bác nghe báo này rất là hay á nha bác. Cô bác, đọc báo. Đó, mời nhà trí thức đó coi báo đi. Đọc coi bác, cái gì vậy? Sao tao không biết chữ mà kêu tôi đọc báo. Con đang trí thức tao biết chữ nè. Nhìn cái đầu là biết tao trí thức rồi thấy không? Đó, mời tao mua đi. Con đi. Đi đi mẹ ơi, mệt quá. Ngâm bóp à. Thôi đi đi. Người ta không có thịt đâu, đừng có đấm. Chị bắt công mệt. Đóng rồi. Không đông. Mày đi đi. Đọc báo chơi. Trời ơi, có cái tin gì ghê dữ vậy ta. Một cặp tình nhân 70 tuổi yêu nhau, chốn con cái lên trên thành phố hưởng từng trăng mật. Vì bất đồng ăn uống, hai người cãi lộn với nhau, cãi qua cãi lại. Nàng chịu không nổi cầm đôi guốc gõ vô đầu chàng cái bóp xì xọ. Trời, nghe cái tình thôi là hết muốn đi ăn chao luôn. Già mà sao một gân dữ vậy trời. Mà cái bà đó cũng dữ, lấy guốc đập vào đầu chồng là sao? Sao nó nói giống mình vậy ta? Móc họng hả mày? Ê, báo này đâu có gì đâu, tin vậy mà mới vậy? Tin này là tin cũ rồi.
tin nào mới? Mày mua cái tin mới mới đây, tao mới coi sáng nè. Làm gì có. Trời ơi, mày bán báo mày không quan tâm ba cái chuyện này. Trời sao? Cái vấn đề nóng hổi bây giờ là cái gì? Phải nón bảo hiểm không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, có cái ông kia kìa, ông đội nón bảo hiểm, ông đi xe ngoài đường đó. À. Xong rồi ông đậu cái xe ngay chỗ đường, lề đường này nè. Dạ. Ông tháo nón bảo hiểm bị nóng quá, hiểu không? À, rồi lúc đó là xe đụng ông chết luôn. Đụng con khỉ, ông đứng ông đó, ông hổng mát, hổng mát. Xong có thằng bán báo chạy tới mời. À. Đó mời rồi năn nỉ hoài đó. Năn nỉ hoài xong ông bực, ông lấy cái nón bảo hiểm, ông quánh nó trên đầu nó đó. Rồi. Rồi cái nó mới chấn thương sọ não, ông mới vô bệnh viện, ông nuôi. Trời ơi. Bà nội cha mày, mày đi móc họng mày nói ai tình nhân mày hả? Mày đi không? Tao phan thấy bà nội mày bây giờ. Mua con gái đi. Đi ra mày! Đi không? Mua dữ. Nói gì nãy giờ nó móc họng tôi ông á hả? Bà đâu có biết á. Bà lúc nào cũng hả họng cho tao móc, bà làm sao mà biết được. Xe cộ quá trời, sao bà không đi cho rồi? Vua hết ly nước đi gì? Uống đi rồi đi. Nhà quê lên không biết mẹ gì hết trơn, người ta chỉ cho mày đặt làm khôn thấy ghét. Mệt quá uống nước đi. Vậy đi. Bác còn mấy tờ số mua một con đi bác. Không mua mày. Chú mua một con mấy tờ đi. Tao nói không mua là không mua nghe mày. Anh mua em mấy tờ đi anh. Còn nhiêu tờ đây? Dạ còn có 5 tờ. Trời ơi, uống sữa mà nó cũng nhợn. Số mấy đây? Dạ 39, trời thần tài luôn á. Trời cái mặt của anh hả, nhìn thấy sáng tài lắm á. Chiều nay mua chắc trúng liền á. Mua đi anh. Y chang cái ông thần tài ở nhà ông thờ á. Tôi quánh mày nghe. Ông thần tài nhà mày thờ là cái mặt ổng, ông già thấy ớn luôn. Tao còn trẻ vậy mày kêu tao giống ông thần tài. Không biết ai thờ sao chứ ở nhà em thờ cái ông thần tài trẻ măng. Y chang vậy nè, mua đi. 5 tờ mua hết rồi em ấy. Mày quá à. Mua em 5 tờ đi. Biết nịnh nhưng mà nịnh đúng chỗ. Dạ. Mua hết thì mày mày. Ê, 39 hết đây hả? Dạ 39, 5 tờ này là 39. Dạ 5 tờ cuối á. À thôi lấy 2 tờ thôi. Lấy hết giùm đi. Thôi. Tao mua 2 tờ được. Trời, rồi. Lấy hết mày, em đi có 5 tờ. Không mà tao nói không có mua, tao mua 2 tờ là mua ủng hộ mày. Tại mày nói tao mặt đẹp giống ông thần tài tao mới dạ, mua. Dạ đúng rồi, y chao thần tài nha, mà trẻ măng là đẹp chứ. Thôi để tao mua 5 2 tờ luôn đi anh. 2 tờ thôi. Dạ, có 5 tờ. Dạ. Qua đây. À, mua mấy em chị. Còn ba tờ. Ở đây 2 tờ, ở đây 3 tờ nữa. Không mua. Vậy gì mua mà em đi. Không mua. Bác mua một con nha bác. Mua, bác mua cho con. Dạ, còn 3 tờ. Lớn tuổi phải kêu đúng, phải không? Dạ. Mày nghĩ sao mặt này kêu bằng chị? Đâu biết đâu, từ bên kia con cũng thấy lớn mà. Từ bên kêu anh mua liền. Người ta ham hố, người ta khoái trẻ mà người ta không soi gương. Già lắm rồi, nó nhăn nheo hết. Mà dạ. Bác kêu bằng anh là sao? Còn 3 tờ mua em đi. Gì? Mới xưng cái gì đó? Dạ 39, 3 tờ. Mày mới xưng tao bằng cái gì? Dạ bác. Bác phải con không? Dạ con. Mày em đâu giả chạc tao không mua à. Bác chứ không phải người bên kia nghe con. Dạ dạ. 3 tờ 39 hả? Dạ. Bác trả lại. Sao vậy bác, còn có 3 tờ? Nó phải nổ, bác thích số 5 chứ không, bác không thích số 3. 5 tờ bác mua. Anh cho em mượn chút nha. Bác nói thiệt cho con. Này là bác, 5 tờ. 5 tờ là chuyện nhỏ. 5 tờ bác mua hết. Bác mua ấy. Luôn cái ông bên kia 30 giấy còn đứt luôn hồ chi. 3 năm cái tờ giấy số. Ôi, 5 tờ hả con? 5 lần 5 25 ngàn quá. Dạ 25 ngàn. Trời ơi. Trời ơi. Tiền lẻ là mất tiêu hết trơn rồi trời. Tao nói hả, trời nó ngộ lắm. Con còn một cọc á, bác cũng mua chứ đừng có nói. Dạ, còn 5 tờ cuối rồi. Thôi quá. Còn mấy tiền lẻ đây, còn nếu mà không còn tiền lẻ, bác con có tin dạ, là rồi, bác ba cho mà. Con là một tờ không? Tin không? Nếu mà không tiền lẻ là bác cho con tờ tin không? Dạ con tin. Bác là bác. Bác sợp quá. Không khoan lắm chứ không phải ai kia là ta kiết, ích kỷ. Cảm ơn là con. Dạ cảm ơn bác. Chiều nay bác trúng là có người học máu á mà. Dạ, rồi chiều nay bác trúng đi bác. Đính đi để bác nói mà không biết có người đó còn máu để học không người này. Cảm ơn bác. Đó là chiều nay trật xong rồi có người lên tăng xong cũng học máu là chết. Nói gì mới lên tăng xong? Anh đi với mày, chờ mày cái gì? Tao không thèm mua nữa mày. Dạ đâu có đâu. Có 5 tờ mày bán hết cho bà rồi thôi. Dẹp đi. Anh, còn. Còn nguyên đống nữa nè. Sao nãy mày nói còn có 5 tờ? Dạ cái đó 39, số 39 còn có 5 tờ. Còn cái này 79. Trời ơi, thằng tài lớn luôn á. Trời, cái thằng này nó nhỏ mà nó gian dữ mày. À, con người đã bị gạt. Anh mua mà em đi anh, còn quá trời. Không mua mày. Thằng mày dắt tổn rồi mày. Đem qua bển cho bà Mão hết đi. Trời ơi, bà chửi con vậy rồi Mão gì nữa. Trời ơi. Em đi anh. Đi đi. Anh. Không.
Trời ơi, cái chiêu này ăn là mày xài hoài mày. Cái chiêu này quen nhưng mà con bán được hoài à. Mua mày. Không mua. Không. Mày không đi hồi tôi trả ngược lại cái năm tờ này. Dạ, mày gian xảo nha. Đi đi mua. Đi đi. Trời ơi, già chát bắt tao kêu anh. Vừa. Dại á mày. Vừa. Bởi vì kêu đúng với cái số tuổi của mình đi không. Trời ơi. Cái thằng này nó gian manh dữ vậy ta. Vậy cho vừa. Tôi nói bà không chịu nghe. Tôi nói bà, tôi hồi nãy giờ tôi không theo tôi canh bà ha, bà còn gạt rồi xúc quần luôn á cho nói cho bà nghe. Nhiều khi cái thằng này nhiều khi nín. Là ông gài vô. À, alo, ba đây. Xuống xe rồi. Ngồi quán cà phê. Ờ, có cái bà kia bả người nhà quê lắm. Bả dưới quê bả lên đó mà. Ờ, ba theo ba chỉ giùm cho bả. Bà dốt lắm mẹ ơi, bà không biết mẹ gì hết trơn á. Ừ. Không biết mà bị lật tài lanh nữa. Nói này em nói thui vậy trời. Xấu. Xấu chứ không có đẹp. Trời. Ba cái nhan sắc như quỷ vậy mà tao có thèm đâu mẹ ơi. Ờ. Được cái nổ dữ lắm. Ừ. Ghê lắm. Nổ kinh khủng lắm. Ừ. Ờ con ơi kệ nó đi. Để cho nó nổ. Hello. Ờ. Tao cái số nhà số mấy mày? Coi mà. Hả? Ờ ba lên tới rồi. Alo. Đang ngồi đây nè. Alo. Cái gì? Hả? Trời ơi, con nghĩ sao mấy chuyện nhỏ nó cũng điện cho má. Không, nó chiếc lăng. Số 7 hả? Chiếc Mercedes kẹt rồi con lấy cái lăng cu sơ đi đi. Còn không con lấy chiếc lết sệt đi đi. Trời ơi, chở có 100 triệu đô la với lại 3 thúng hột sàn thôi mà con làm thấy ghê quá à. Con lấy chiếc lết sệt cho má đi. Thấy không? Rồi con đám cưới hả? Má lo hết rồi, con yên tâm nghe. Mà tao nói hột sòn mà nhẫn á, mắc cho nó năm chiếc, một chiếc là 3K thôi, hay không, đeo chừng nào mà nó gãy tay thôi. Còn cái là cái dây chuyền á, là cái mặt tao nói là mặt ông thật luôn á, mà xung quanh là cẩn hột sòn hết, hay không. Còn nhà đó là má cho hai đứa là một cái căn biệt thự ở trên biển á, 100 triệu đô la. Nhỏ hả? Nhỏ thì con lấy 200 triệu, con thích cỡ nào má chịu con cỡ đó. Vậy thôi được rồi, bây giờ cái căn nhà mà con coi mua cho má hả, thôi má không thích ở đó đâu, con mua cho má ở Hawaii đi nghe, mà ngay biển nha, còn không bị ở trên núi cũng được. Nói tóm lại là ở cái chỗ nào mà cái nghề diễn viên điện ảnh Hollywood hay ở á con, giống như đồ Mimo hay là Tom Gui đồ đó con, hay là Angelicula gì đó, ở mua cho má là đặt cho má cái ngôi biệt thự đó sát bên cái tụi mà diễn viên điện ảnh Hollywood nghe. Sao điện thoại vậy, mời ấy bất tử vậy trời. Alo. Chào bà chị. Ai đó? Tôi bà chị ơi. Ai vậy? Bảo vệ riêng. Bảo vệ riêng cái gì, điện thoại tôi hơn chi, tôi đâu có cần bảo vệ, tôi giàu mà tôi không cần bảo vệ riêng. Đâu có, cũng theo bà chị bảo vệ bà chị sáng giờ chứ, cho em xin tiền đi. Tiền gì? Bảo vệ gì? Tiền em đi theo bảo vệ bà chị đó. Đi theo tôi hả? Sáng giờ đâu ai theo tôi, chỉ có ông cha già ông đi theo bực bội thôi, chưa tống ông đi được thôi á. Đâu, ông nói ông trẻ chứ, tại vì bà chị không nhìn ra chứ, ông quá trẻ, ông đẹp trai nữa. Không, ông già gì quỷ vậy, nếp nhăn cũng hết trơn rồi, cũng thích đâu. Chỉ kiểu ông đó đi theo tôi thôi à. Có, hồi sáng nghe đồn, ông cũng có điện, ông kể tôi nghe, ông nói ông đi gần bà khùng nè. Bà khùng, trời ơi, bà khùng. Trời ơi, ông điện tôi hả? Bà mẹ nó không có ai điện thoại hết, bốc lên nổ nhà này nhà kia, hột xoàn, nùi, vàng, đô la. Trời ơi, tháng này tháng mấy rồi, bước qua tháng 8, tháng 9 chứ đâu phải rằm tháng 7 đâu mà đem đô la đi cả nùi vậy đang đốt ha. Ông không kiếm chuyện con nghe. Vu lên trên thành phố mà còn đi phe của. Mẹ nó tới nó nắm cổ và nó cắt hồi nào không hay giờ. Có ai nắm, thấy ông nắm thôi đó, ông này tôi để ý ông lắm nha. Nghe tôi hỏi làm sao có số điện thoại của tôi. Đây. Lúc nãy ngồi trên xe bà quảng cáo đây. Đó đây. Đây. Cô Bảy Núi chuyên bán các loại cá giống đây. Trả đây. Thảo dẹp. Để lấy làm kỷ niệm. Kỷ niệm nặng biết chỗ mời mốt xuống thăm. Thăm cái chỗ sản xuất bom lựu đạn của bà. Bán cá mà làm bán lựu đạn quăng thấy ớn luôn, nổ thấy ghê. Trời ơi. Thảo dẹp đấy bà. Còn không mà dục bỏ đi nghe, đừng có đêm đang ngủ rồi cái điện thoại tỏ tình tôi đi à. Thôi, tỏ tình với bà đặng này tôi mửa máu hơn chi. Rảnh không? Gì? Trả tiền giùm ly sữa.
Cái gì vậy? Thì sao uống mà không trả đi? Thì ông nói ông đi bảo vệ tôi mà, phải trả chứ. Ra lăng chút được không? Không lẽ giờ tôi mất tiền đô tôi trả đi sửa kỳ không? Nè lột cái hột sòn để lại. Trả đi. Đừng đi theo tôi nữa à. Bực cái mình quá à. Chán ghê luôn vậy. Ê! Ê! Con mẹ già. Trời đất ơi. Đô la thì khoe cả nùi có ly sữa tươi không trả là sao? Đâu có yên với tôi. Tôi không lấy lại được 10 ngàn tôi quánh bà luôn. Con mẹ già. Đưa 10 ngàn lại đây. 10 ngàn gì? 10 ngàn tiền cái chai sữa kìa. Uống xong rồi bỏ đi hả? Chị ông trả em chịu chứ. Tôi không trả, bây giờ bà trả lại tôi 10 ngàn không? Tôi không trả làm gì tôi. Tiền đô ông bà khoe cả nùi. Bây giờ có 10 ngàn là bạc bà bỏ bà chạy là sao? Bây mà giờ ông bà có nghe cái câu chưa? Bắt thang lên hỏi ông trời có tiền bao gái có đòi được không? Tôi bao hồi nào? Cái này là bà liều mạng cho tôi bao à hồi nào? Bà ai bao à? Dạ ai biểu ông trả thôi. Bà gái cỡ như bà nhìn muốn mửa luôn ai cho bao. Nói gì? Bà? Nói gì? Thì ông muốn nói gì? Cái gì? Ông muốn đâu à? Bây giờ bà muốn gì? Bây giờ muốn gì? Cái gì? Ông già. Hả? Chuyện gì? Chú coi có được không? Uống sữa xong rồi ra bắt tôi trả tiền là sao? Dạ biểu ông trả ông phải đáng chịu hơn chú coi. Hai người lớn rồi mà đứng ở giữa đường giữa sáng cãi lộn rùm bé vậy còn gì tư cách. Thì chú em nghĩ có phải không? Có 10 ngàn trả ly sữa à. Mà trời đừng ông gì mà không biết ga lăng với phụ nữ. Nín. Đi theo đội hoài vậy hả? Nín đi. Đừng cãi lộn đó. Người gì đâu mà mất lịch sự. Hai người lớn hết rồi phải biết suy nghĩ chứ. Đúng không? Nè tưởng tượng đi, hai người đang cãi lộn vậy nè. Đó mọi người xung quanh ta nhìn vô. Ta nói sao? Nói hai người lớn mà không có lịch sự. Mất văn hóa, mất tư cách. Đứng ngoài đường cãi lộn. Tức cãi chứ. Lớn rồi phải biết suy nghĩ. Nói ít hiểu nhiều. Dạ. Hai người đã lớn rồi, già rồi, có con cái cũng đều lớn hết rồi. Lỡ đang cãi lộn rồi, con cái nó nhìn vô đánh giá là sao? Nói dạ. Cha mẹ không biết dạy con cái. Rồi lỡ con cái nó bắt chước nó làm hư. Chứ hơn nữa bây giờ nè, là thời buổi này sao? Có một lối sống hiện đại. Phải có văn hóa. Mọi người nhìn vô ta đánh giá mình sao? Thấy không? Biết rồi. Sống với cái lối sống đó là lối sống thiện cận. Thấy không? Không noi gương cho con cháu sau này. Lỡ con cháu sau này nó nhìn vô rồi nên là cái thế hệ sau này nó sẽ hư hỏng hết sao? Đúng không? Dạ biết. Lớn mới biết suy nghĩ. Nói ít hiểu nhiều. Dạ biết thôi, xin lỗi. Ông anh thông cảm, chú em thông cảm. Biết lỗi mình chưa? Dạ biết, đừng có phạt hai ông bà già này tội nghiệp. Đứng đó làm gì nữa? Vậy chứ giờ làm gì nữa? Bắt tay hòa bình đi. Bắt cái kiểu đó hả? Vậy là không tình thương mến thương, không còn thấm thiết nữa. Bắt đàng hoàng lại coi, mỗi người tay phải bắt coi. Bắt. Đó, kiểu nó lạ đó. Đứng đó làm gì nữa? Bắt tay thì phải còn ôm hung thấm thiết coi. Trời, thôi cú này chú xin được không? Xin gì? Chú đừng làm cái điều mà tôi không muốn mà tôi không dám làm. Tại sao? Tôi hung bãi, tôi mửa, tôi chết. Trời, chắc mà không mửa à. Chứ còn hơn là nãy giờ đứng ở ngoài cãi lộn. Người ta nhìn vô đánh giá hai con người sao? Đã ôm rồi nè. Đó, dễ thương không? Ôm vậy ôm sao được? Đó. Qua chớp hình chớp luôn đi. Ôm kiểu này giống như hai cha con quá. Đó, ai mà hung hung cái gáy. Không chết chán gì được á. Ừ, đó, vậy đó, tình thương mến thương, dễ thương không? Đầu không có gọi đầu á. Sao không khác khác gì vậy? Ngày nào mà không gọi bà dĩ ứng nhau á, ôm gần nhau là dễ bị. Không vậy được rồi, chú đừng ép nữa. Đó, vậy là dễ thương rồi. Lớn là phải biết suy nghĩ. Dạ, mọi người kìa, đó đâu. Nhìn vô thấy hình ảnh đẹp không? Này có máy chụp hình là chụp triển lãm. Được rồi, bây giờ tôi biết rồi. Thì thôi chú thông cảm đi. Bị mới vừa quê lên á, rồi không có biết gì. Thôi chú đừng phạt tụi tội nghiệp. Dạ. Phạt cái gì? Ai phạt ở đây? Dạ chú ơi. Chú chứ ai. Làm gì phạt? Thì đó, chú bên bảo vệ văn hóa mà tôi làm mất văn hóa, chú phạt tụi tôi. Ai? Ai nói tôi bảo vệ văn hóa? Ai nói? Chú hồi nãy hả? Thì chú em làm gì? Xe ôm. Bà nội cha mày. Mày giờ ôm mày luôn rồi đó, mày làm sao ôm đi? Bỏ áo vô quần, tao tưởng đâu là bảo vệ văn hóa. Làm hai ông bà già này ôm nhau muốn chết luôn à. Xe ôm không bỏ áo quần được hả? Mày tới đây mày giảng moral tao tụi tao hả mày? Không có, mình là con người lịch sự trong mày tới đây mày đứng mày chửi xối xả trong mặt tụi tao, mày nói tụi tao mới già mất nết không có văn quá, mày chửi ôm sầm cuối cùng mày đi xe ôm. Có tại thấy hai bác cãi lộn. Mày lượm chiếc dép cho tao, tao quánh cái cha mày bây giờ đó. Tại thấy hai bác cãi lộn tao già, tao dám quánh mày hả mày? Chết. Không có tình thương mến thương,
làm gì rồi thì tới mày nói nhẹ nhàng cũng được, mày làm như mày giảng đạo hả? Tại vì thấy hai bác đứng ngoài đường cãi lộn cho nên sợ người ta bu lại đánh giá phẩm chất hai bác, cho nên con mới tới con can thiệp. Mong hai bác không cảm. Cảm gì? Làm ô mà muốn chết luôn nha. Đi ra. Dạ đuổi hả? Đi. Đuổi đi hả? Đuổi đi. Đuổi đi phải không? Đi. Đuổi đi là đừng có hối hận nha. Hối hận con khỉ. Mắc cái xe ôm không mà bắt mới tao hối hận. Đừng có liên tiếc nha. Mắc gì liên tiếc? Đừng bao giờ kêu lại nha. Tao kêu lại tới ông nội tao hả? Ừ. Đi mày. Hai bác biết không? Lúc mà hai bác bước xuống cái bánh xe á là con để ý hai bác rồi đó. Để ý hai ông già bà già làm chi mày? Dạ để chở xe ôm về. Đó, hai bác vừa xuống cái xong qua quán nước này uống nè, xong mà cãi lộn mới qua bên đây á, con chưa tìm được cái cơ hội để con vô con mời hai bác đi xe ôm á. Đó, nhân cái dịp cãi lộn thì con mới vô đó. Nè, hai bác nhìn đi, từ trên đầu đường đến cuối đường có chiếc xe ôm nào không? Có chiếc taxi nào không? Khu vực này khu vực cấm, không cho xe vô. Đâu vậy, tôi đi xe ôm mà, tôi phải đi taxi. Ừ. Bà đi rồi nha, đừng có kêu lại nha, đi bộ đáng chịu quá. Không muốn đi xe ôm, không đi đi. Ủa vậy mày xe ôm độc quyền đây luôn hả? Độc quyền. Thì thôi tao đi. Ừ. Ờ không đi đi. Trời ơi, tôi không bao giờ tôi đi xe này đâu, tôi phải đi taxi. Taxi ở đây không có có. Bà đi đi. Không có chiếc nào đâu, có chiếc này duy nhất. Ông đi đi. Lên tống ba lấy giá. Nó xạo, nó gạt cái taxi chạy qua chạy lỡ, hồi chạy qua chạy lỡ giờ. Đi đi, đừng có hối hận. Bà đi đi. Ông đi đi. Vậy bà không đi tôi đi à? Ông đi đi. Tôi nói trước với bà đó là bây giờ. Đi bộ đi. Chạy. Chạy. Đi hả? Ê. Con quỷ già này sao nó gạt tôi hoài vậy trời? À, đây rồi. Cái con quỷ già cái nó dành cái xe ôm cái đi bộ không rã chân. Nó đi mần hết rồi, đâu có đứa nào nhà đâu mà cửa mở. Là có ăn trộm. Ăn trộm thôi. Bà nói nhà của ai? Bà hả? Bà khoe của bà giàu, bây giờ bà lên đây bà ăn trộm. Ông nói bậy. Bà nói bậy. Ông nói bậy. Bà nói trộm. Tôi không có ăn trộm. Bà ăn trộm. Nhà này là của tôi. Nhà bà con khỉ, nhà bà đâu? Giấy tờ đâu? Giấy tờ đâu bà nói cái nhà này của bà? Hả? Vì ông nói nhà này của ai? Nhà này là của tôi. Giấy tờ đâu? Bằng chứng đâu? Sổ hồng, sổ đỏ, sổ tím gì đâu? Nói là cái nhà của ông. Nhà này của con trai tôi. Nhà này của con gái tôi. Bà lộn nhà rồi. Ông lộn nhà rồi. Thôi dẹp đi. Bực mình quá ha. Trời ơi trời. Đi theo tôi to. Tôi nói cho bà nghe nha. Biết tôi hay sao á? Bây giờ đó chưa biết là cái gì chuyện này nó như thế nào. Nhưng từ bây giờ trở đi, bà không có quyền đụng chạm bất cứ một cái món gì trong nhà này. Được. Trong khi chờ đợi con gái tôi về để làm sáng tỏ chuyện này. Trong cái ngôi nhà này á, bây giờ vì cho nó công bằng đi. Thế cái gì đực là của ông, cái gì cái là của tôi không được đụng vô. Cái cù loi là của bà không? Bà đừng có chơi cái kiểu đó. Trời ơi, bà làm như tôi ngu lắm mà. Tôi lớn, tôi già cái đầu vậy rồi. Bà đừng có lấy ba cái chuyện cổ tích ra để bà lừa tôi. Còn lâu, quên đi bưởi. Bưởi nè, mém gì bưởi năm rồi. Mặt bà héo queo có bưởi năm rồi chứ năm rồi. Năm rồi gì cũng được hết á. Bây giờ còn không thì cái nào, nói chung cái dấu sắc là của tôi, dấu quyền là của ông. Trong nhà này em không được đụng vô. Vậy đi. Rồi vậy cũng được đi. Quyết định vậy phải không? Quyết định vậy đi. Rồi vậy mời ông đứng lên. Mời ông đứng lên. Đứng lên làm gì? Bởi vì cái ghế, rồi ghế sắt ghế là của tôi. Bà chơi tôi hả? Không có chơi, là ông đồng ý rồi mà. Ông làm gì vậy? Bờ ăn ban quyền bàn là của tôi. Ăn đi. Trời ơi. À, trời, bà tưởng là bà ấy được hả? Sao? Đâu cần ngồi ghế đâu. Ông đứng lên. Làm gì?
Đất đất sạch đất đất dấu sắc là của tôi. Cái này là nên nên quyền nên 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 cái nền tôi ngồi dưới cái nền tôi ngồi ở nhà bà hả? Thứ gì mà lạ lùng, nói bà bắt tiểu mặt tiểu luôn à. Ông đứng lại. Làm gì? Ông không được đi. Tôi đi cầu kệ tôi mắc quá vậy ta bà. Cầu đúng là giáo quyền là của ông, nhưng ở đây trên thành phố ta không gọi nhà cầu mà ta gọi là toilet. E ta ép là lấy sắc lét dấu sắc là của tôi. Ráng nín đi. Con mẹ này ngược ngạo nha. Không ngang ngược, cái chuyện nhau tôi mệt quá. Bực cái mình nè. Bà đi đâu? Tôi đâu kệ tôi hỏi chi. Tôi cấm bà không được đi. Tại sao tôi không được đi? Bà đi đây là đi đâu? Lên lầu. Lờ âu lâu quyền lầu. Cái lầu là giống quyền. Mà tôi chưa lên lầu, tôi đứng ngay cầu thang. Bước xuống cờ âu câu quyền cầu thang đó. Đi ra. Dám cà chớm với tôi vậy? Chia hả? Chia phe, chia cánh hả bà? Dừng lại. Tại sao? Bà đang làm cái gì? Mở truyền hình. Truyền hình hai dấu quyền luôn. Bỏ lên trên này. Rồi không đi. Tôi ngu quá trời, sao tôi nó mở tivi mà tôi nó mở truyền hình. Đừng có chảnh với tôi. Thứ bà không là nghĩa địa gì với tôi đâu. Ông không được gái. Mắc mới tôi không gái, tôi gái người tôi, bộ tôi nhào qua người bà tôi gái hả? Tôi nói ông không được gái, không được gái, mà tại sao ông gái? Tôi ngứa tôi gái. Ngơ ngơ sắc ngứa. Giống sắc. Chết cho tôi chưa? Bà đừng có vô duyên nha. Tôi không vô duyên, đúng vậy thôi. Nè tôi nói cho bà nghe, là con người của bà sao kỳ cục vậy hả? Tôi không có kỳ đâu. Tôi có nợ nần gì tới bà mà tôi gặp bà hoài vậy bà? Cái câu đó tôi dành cho ông đó, còn nữa. Cái gì? Yêu cầu cởi cáo ra. Mắc mới áo tôi cởi ra làm gì? Ao ao sắc áo, áo giống sắc là của tôi. À tôi mà cởi cái áo này ra là bà đừng có hối hận nha. Tôi nhắm mắt thì không có thấy đâu, hối hận đâu. Bà nhớ nè bà. Tôi yêu cầu bà cởi cái quần ra. Quờ ưng quân nguyện quần đó. Cởi ra đi. Tôi không mặc cái này, tôi mặc cái váy. Lên Sài Gòn nó không kêu cái váy nữa, nó kêu đờ anh đâm quyền đầm, là cái đầm bà cũng phải lột hết ra luôn à. Bây giờ bà ngon bà chơi với tôi không? Hả? Tôi cái này bỏ đi, không tính cái này. Không tính cái này, con người bà ngang ngược lộng hành. Hả? Bà tướng bà giàu, bà muốn chửi ra bà chửi hả? Bà biết cái nhà này của ai không? Cái nhà này là của con tôi. Cái nhà này là của con tôi đó. Của con tôi, bây giờ tôi mời ông ra khỏi nhà. Con khỉ, bây giờ tôi mới mời bà nè. Tại sao tôi phải ra? Nhờ A Nha quyền nhà, cái dấu quyền mời bà ra khỏi nhà. Đi. Đi. Sao giờ ngồi cong như con tôm luộc vậy? Thứ gì mà ngang ngược lộng hành. Bà tưởng bà muốn chửi ai được bà chửi hả? Hậu dẹp. Khỏi cần cơm bưng nước rót, đây cũng còn tay còn chân. Gì? Chị coi kiên. Cái gì? Giao quyền là của ông, nhà là của ông. Mới cho tôi ngồi tôi đợi gái tôi về tính á. Ông dẹp đi, bây giờ mới biết mình lộn nhà hả? Tôi không có lộn. Bà lộn. Ông lộn. Bà lộn. Trời ơi, ông lộn. Bà lộn. Ủa má, con chào bác. Trời ơi, con về như cứu tinh má. Má lên hồi nào vậy má? Má lên. Đó, ủa? Thấy chưa? Bạn trai má hả? Má sao vậy? Má xỉu quá con. Đây bà bạn trai của má, chắc má chết quá. Nghiệp chướng của má đó. Nghiệp chướng con khỉ, bà đeo đuổi theo tôi thì có. Trời ơi, ông mới là đeo đuổi theo tôi. Mày đặt bây giờ còn kêu đồng minh tới đây hả? Tôi chấp hai mẹ con bà luôn, kêu cả dòng họ nhà bà bước ra đây chửi lộn với tôi nè. Tôi chấp luôn á. Trời, cỡ bà ăn tôi gì? Lộn tôi nói lộn. Con biết rồi, không phải đâu má ơi. Phải cự lộn như vậy đó mới thành vợ chồng được. Trời ơi, má nói là không nghĩ phải. Tôi nói đây á, lần cuối cùng cho ông nghe, con gái của tôi, thấy không? Chứ không có kêu gì hết trơn, kêu dòng họ vậy. Con gái tôi, nhà con gái tôi thì nó phải về đây thôi. Thôi nha, bà đừng có nói nhà con gái bà hoài nha. Tôi nói nhà này là nhà của con trai tôi. Con trai ông đâu? Lì lợm vậy? Con trai ông đâu? Có thấy đâu, thấy con gái tôi vô nhà, đâu có thấy con trai ông đâu. Bà chờ chút đi. Ba, con chào bác. Ủa ba lên nào vậy ba? Tao mới lên. Ba, má hai con hả? Cỡ mặt kêu con mẹ này, tao búng tay một cái nó chở tới ba xuồng. Trời ơi, cỡ mặt của ông hả? Tao búng tay một phát thôi nó tới ba tấn. Sao? Trời ơi, này là hoàng gia của tao đó.
đeo đuổi ta từ trên xe tới giờ. Ê, mới lợi nha, ai đeo đuổi ai nha. Bà đó. Ông đeo có đeo phải đeo. Bà nằm ngửa là bà dựa tụi bà hả họng bà ngủ không? Trời ơi. Thứ của bà. Cái kiểu ngủ của tôi là nó hả họng chứ không phải kiểu ngủ của hả họng lên mà tôi. Thôi bây giờ xong rồi nè. Bây giờ có bốn mặt một lời nè. Bây giờ mời cô với mẹ cô ra khỏi nhà tôi đi. Mời hai cha con ra khỏi nhà thì có. Con nói cho rõ cho má, má biết cho ông biết coi. Dạ má. Đây là anh Vũ, là bạn trai của con, là chồng sắp cưới của con đó má. Ba, đây là Trang, bạn gái con mà người sắp về làm dâu cho ba đó ba. Ừ. Con này là con dâu tương lai tao đây hả? Dạ. Nếu con này là con dâu tương lai của tao thì cái con... Cái bằng con á, con hổng sữa ra. Nói một tiếng ai em mà sorry đi. Không lẽ tôi lại làm xui với con mẹ này? Trời ơi, bây giờ con khẳng định lại cho má biết, đây là thằng rể tương lai của má hả? Dạ. Còn cái thằng này mà tôi chỉ vậy thôi, không biết chỉ ai thôi, được chưa? Đúng là quan gia ngõ hẹp. Ngõ hẹp quan gia là ông á. Bây giờ tôi chửi bà xong xui, cuối cùng tôi lại làm xui với bà. Cuộc đời tôi cũng tận mạng tới nơi rồi. Nhưng mà không sao đâu chị xui, vẫn còn nhớ cái câu phân chia của chị từ đầu chứ. Quá nhớ, dấu sắc là của tôi, dấu quyền là của ông. Được, vậy thì yên tâm, dẫn cái lỗ tai lên. Bữa nay con tôi nó mời tôi lên đây à, để gặp xui gia tương lai để bàn chuyện đám cưới. Bây giờ cái dấu sắc của bà thì cờ ươi cười sắc cưới, cái đám cưới bà lo. Lo từ A đến Z hả? Ủa ba, vậy làm sao con không hiểu gì hết trơn vậy ba? Đâu có cần mày hiểu, tụi bay không cần phải hiểu, chỉ một người hiểu là được rồi. Ủa làm sao má? Từ từ con sẽ hiểu được. Hồi nãy tôi đã thốt ra là tôi phải giữ lời tôi, quân tử nhất ngôn mà. Đúng. Dấu sắc là của tôi, dấu quyền là của ông. Đúng. Dấu sắc là của tôi, cưới là tôi lo. À đúng. Dấu quyền là của ông. À. Vậy thì mời ông dành hai cái lỗ tai thiệt lớn lên nghe dấu quyền. Sẵn nghe. Sàng đang nghe đây. Yên yên tợn tiên quyền tiền, tiền là của ông. Giờ anh gian quyền vàng, vàng là của ông. Nhà hàng là của ông. Còn một cú cuối cùng là của ông nữa đây. Ô an, ô an sở, an sô an, quyền sô an, hộp sô an là của ông. Trời. Phải xỉu thôi, không xỉu mới là lạ. Coi ba con tình hình sao rồi. Ba. Hả, sao cứng đờ vậy? Trời ơi, hả, đừng nói chết thiệt nha. Không, ba con hay bị vậy lắm, nghe đến hột xoàn là sốc vậy hả? Trời ơi, đây đang chui chui, cho bác con, ông đừng có chết nha. Hả? Chết, dấu sắc là của tôi. Cái gì chết, trời ơi, đừng có chết, ông xui hay nói chơi chứ đừng có chết. Dễ giàu gì chết. Tôi lên trên này, tôi cũng đã tính rồi. Bị bực bội bà chị quá thôi. Trước sau gì mình cũng làm xui gia một nhà. Quan gia nghiệp chướng bỏ hết qua một bên đi, nghĩ lại cái chuyện để lo lắng cho con cái. Mà nói thiệt nha, bà cũng lì thiệt. Gì đi? Bà thấy không, tôi đi theo bà đâu phải tôi ham hố gì nơi bà. Tôi thấy bà lên đây bà ăn diện quá, có bao nhiêu bà đập hết ở trên người bà. Thấy không, tôi sợ người ta đi theo giật dọc. Bác sợ đi theo giật dọc. Dạ. Bác đi theo bác giữ bà, bà cứ nói bác về bà khỏe khỏe. Thôi cẩn thận chứ, sao tin ai được. Cẩn thận cái gì? Thôi dọc đường có gì mời ba đi con. Được rồi, thôi để đây đi con. Còn cái vụ bà giật xe ôm của tôi còn chưa nói bà nữa đó. Nhục quá. Nguyên cả cái chỗ đó có một chiếc xe ôm, một bà lừa tao, bà nhảy lên xe ôm bà đi mất tiêu. Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện coi như là tôi với chị bỏ qua. Bây giờ lo lắng gầy dựng cho con cái. Đúng rồi, gì ngày hôm nay là tất cả bỏ hết vì tương lai của hai đứa nhỏ. À, tôi thấy tụi nó cũng đẹp đôi. Ừ. À, thôi thì tôi với chị bắt tay cái nữa. Rồi. À, bắt kiểu này đó. Yeah. Đau quá, cái hộp bà đau quá. Thôi giờ vậy, bừng cái ngày mà gọi là quan gia mà thành xứ gia đó. Mời xui ra nhà hàng ăn một bữa cơm thân mật nha. Thôi vậy thôi thì cũng cảm ơn chị xui. Thôi đi. Nhà tiền với nhà hàng à, anh lo à. Cái gì kỳ vậy? Thôi thì cũng được, thôi nói thôi được rồi, trời, tôi đàn ông để tôi lo. Ông Vũ, bà Trang. Giấu quyền. Ủa
Trời ơi, chừng nào đám cưới vậy bà? Nói để tôi xếp lịch chứ trời. Chừng nào? Em biết rồi. Nè, em giới thiệu với anh, đây là má của em. Đây là ba của anh. Dạ chào hai bác. Sao mẹ, chừng nào đám cưới nói để tôi biết tôi xếp lịch. Trời lịch của tôi dậy kín mít luôn rồi đó. Ai vậy con? Dạ, bạn của tụi con mới mở studio đám cưới kế bên nhà nè má. Trời ơi, bà Trang, mặt của bà đẹp hú hồn luôn đó. Nhưng mà nếu bà mà lên xe hoa mà 7 lần á hả, tôi dành cho bà 7 cái mặt khác nha. Ê, 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 mình nói chuyện có duyên vậy mày? Dạ, hả? Hả? Con dâu tao, thằng này nó cứ lầm thôi chứ làm gì nó lên xe bông 7 lần. Đây. Nó hợp với bà đó, tôi cho bà cái dấu sắc cuối đời để ở chung với bà. Trời ơi, sao hợp với tôi rồi ở chung với tôi? Dấu sắc đó, dấu sắc của bà. Sao dấu sắc của tôi? Bà bông sắc bông. Ủa sao nghe bóng xỉu vậy bà?